Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 3 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội. Khoái Châu xử lý 436 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Cần sớm di rời các cơ sở sản xuất ở làng nghề đúc đồng Lộng Thượng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lĩnh án trung thân. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, chiều ngày 2 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Dự và chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của huyện Phù Cừ, 7 tháng đầu năm 2022, sản lượng của một số giống cây trồng vật nuôi thế mạnh của huyện đều tăng so với cùng kỳ năm 2021, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển sản phẩm làng nghề, sản phẩm Ocop. Hoạt động thu chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện hiệu quả đúng quy định. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 93% dân số. Năm 2021, các chỉ số về cải cách hành chính của huyện có nhiều cải thiện. Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công xếp thứ nhất của tỉnh. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ kiến nghị đề xuất một số vấn đề như cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, tạo điều kiện hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp nông dân, đề xuất tỉnh có định hướng quy hoạch và tạo điều kiện để thu hút và triển khai các dự án đô thị nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện, đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ 50% giá trị nhà lưới, nhà kính cho các hộ dân chuyển từ cây lúa sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các đại biểu đã tham gia góp ý, gợi mở một số vấn đề, đồng thời làm rõ một số nội dung mà huyện Phù Cừ kiến nghị nhằm góp phần giúp huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xây dựng huyện ngày càng phát triển. Biểu dương Phù Cừ là huyện đi đầu đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn gợi mở cho huyện Phù Cừ có những đề xuất cụ thể trong việc hỗ trợ địa phương nâng cao các tiêu chí, sớm hoàn thành về đích nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, yêu cầu ngành nông nghiệp có những hỗ trợ kịp thời để khuyến khích bà con nông dân phát huy nội lực trong việc phát triển các sản phẩm mới cho hiệu quả kinh tế cao, giải quyết tốt vấn đề chuyển đổi cây trồng vật nuôi, thống nhất không thực hiện hỗ trợ đối với các sản phẩm truyền thống. Đối với việc tiếp nhận các dự án đầu tư, huyện cần thận trọng đảm bảo mục tiêu giúp địa phương phát triển an toàn và bền vững. Do là Phù Cừ, các đồng chí phải xác định ngay là một huyện thuần nông, không phải là huyện phát triển công nghiệp. Thì căn cứ pháp lý ở đây là các quy hoạch sử dụng đất của huyện, ở đây là chủ yếu là đất cũng phát triển nông nghiệp, thì đồng chí chuyển sang nông nghiệp công nghệ cao là chuẩn, là đúng hướng. Bởi vì công nghiệp không có thì ta không thể mơ là ta cứ phát triển công nghiệp mãi mà không nhất thiết phải phát triển công nghiệp. Làm sao để đời sống của nhân dân nâng lên, đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đấy là đúng hướng. Và cái thứ hai là đưa huyện Phù Cừ trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025. Cái quan trọng nhất là trong quá trình tổ chức thực hiện thì ta khó khăn đâu, vướng mắc cái gì thì ta báo cáo tỉnh để tỉnh sẽ ủng hộ cái đó. Tỉnh sẽ hỗ trợ tập trung một huyện là mẫu để chúng ta thống nhất với nhau là hoàn thành một huyện là nông thôn mới kiểu mẫu. Cho ý kiến về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đề nghị huyện Phù Cừ cần cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của cấp trên cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương để triển khai hiệu quả sâu sát hơn, quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên tại các chi bộ nông thôn và doanh nghiệp tư nhân, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đề nghị đồng chí vẫn tiếp tục là chúng ta phải cụ thể hóa sâu hơn nữa, sát hơn nữa của các nghị quyết của trung ương cũng như của tỉnh, đặc biệt là nghị quyết của huyện, để tập trung chúng ta là thể chế hóa, chúng ta phải thể chế để chúng ta tổ chức thực hiện ở huyện chúng ta sát với tình hình chúng ta, cụ thể chúng ta cho nó phù hợp, đồng thời nó là phải nâng cao cái năng lực của đội ngũ cán bộ chúng ta, đặc biệt là đội ngũ đảng viên, để chúng ta mới phải thực hiện cái mô hình là dám nghĩ dám làm, Nhưng mà chúng ta đã thể chế đã rõ thì chúng ta bảo với đó là chúng ta làm. Trong sinh hoạt chi bộ thì bây giờ thì chúng ta theo hướng là bàn bạc là dân chủ hóa, tạo môi trường làm sao là thảo luận rồi là dân chủ hóa bàn bạc cái vấn đề địa phương. Huyện ủy đã tiếp tục là chúng ta tập hợp lực lượng, đặc biệt là khối dân vận, chúng ta phải thực hiện cái vận động quần chúng, vận động từ trong hộ gia đình vận động ra, như là các hội chúng ta phải tập trung vào cuộc, phải vận động để giải phóng mặt bằng, vận động để giải quyết vấn đề tồn đọng của địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Phù Cừ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ một số vấn đề còn hạn chế để Ban Thường vụ huyện ủy Phù Cừ quan tâm tìm các giải pháp khắc phục. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, Ban Thường vụ huyện ủy Phù Cừ tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, tăng cường xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với quy hoạch, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể trong việc giám sát phản biện xã hội. Tiếp tục huy động nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, trong đó đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và dự án đầu tư trọng điểm, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, chú trọng phát huy những tiềm năng thế mạnh của huyện. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của huyện, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm vô cùng khó khăn đối với huyện. Các đồng chí sẽ phải rà soát hai cái, một là củng cố và nâng cấp cái tiêu chí nông thôn mới theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ 318, hai là thực hiện bộ tiêu chí mới theo quyết định 319 của Thủ tướng Chính phủ. Chúng ta quyết tâm nhưng mà chúng ta phải có cách làm, phải có kế hoạch, có chương trình rất cụ thể cho việc thực hiện các tiêu chí của xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Và rất mong muốn Phù Cừ sớm đạt được nông thôn mới nâng cao và trở thành huyện đầu tiên đạt nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh của chúng ta trong nhiệm kỳ này. Và từ đó chúng ta có thêm những kinh nghiệm và cách làm hay để mở rộng ra các địa phương khác. Về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công và quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phù Cừ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đã đẩy mạnh hơn nữa, quyết tâm rồi quyết tâm hơn nữa trong việc triển khai các dự án đầu tư công. Đây là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, không phải là của huyện ủy Phù Cừ đâu, một cuộc cả tỉnh của chúng ta. Quyết định tăng trưởng kinh tế của 6 tháng cuối năm phụ thuộc vào giải ngân vốn đầu tư công. Và một cái nhiệm vụ nữa thì đề nghị các đồng chí tăng cường quản lý về đất đai, đầu tư xây dựng và kiên quyết không để phát sinh những các cái vi phạm mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất đối với cả các hộ gia đình, đối với các doanh nghiệp, các dự án ở trên địa bàn để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về pháp luật đất đai và nâng cao cái hiệu quả về sử dụng đất. Và cái cuối cùng thì tôi cũng đề nghị các đồng chí là tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường, kịp thời kiểm tra và phát hiện nghiêm, xử lý nghiêm những cái vi phạm môi trường. Hãy giữ cho cái môi trường của huyện Phù Cừ xanh hơn nữa để phù hợp với một huyện sẽ là huyện nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, huyện Phù Cừ cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, củng cố quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Sáng nay, Thị ủy Mỹ Hào tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quy định mới trong Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. 6 tháng đầu năm, các ủy các cấp của thị xã Mỹ Hào đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên, trong đó khiển trách 16 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên, cách chức 1 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về chính sách dân số, buông lỏng quản lý, xử lý không dứt điểm trong lĩnh vực lấn chiếm vi phạm đất đai đã tiến hành kỷ luật với hình thức khiển trách Ban chấp hành Đảng bộ phường Bạch Sam nhiệm kỳ 2015-2020. Nội dung vi phạm buông lỏng quản lý đất đai, hội nghị đã triển khai quán triệt kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, xử lý công minh, chính xác đảng viên vi phạm, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời triệt để đơn thư khiếu nại, không để phát sinh các vụ việc nổi cộm kéo dài, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra với các tổ chức Đảng nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát cũng như đảm bảo tính chính xác khi thi hành kỷ luật. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của khối thi đua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ. 6 tháng qua, các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong khối gồm Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam, Thái Bình và Vĩnh Phúc đã chú trọng xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng. Có 10 trên 13 đơn vị đăng ký cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 3 trên 13 đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua cấp tỉnh, thành phố. Một số phong trào thi đua lớn đã được phát động như phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu. Kết quả, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2021. Có 61 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 6 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận bàn về giải pháp xây dựng nông thôn mới, tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp, bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hiện nay, ngành công nghiệp hỗ trợ ở tỉnh Hưng Yên mới ở giai đoạn đầu của sự phát triển với gần 260 doanh nghiệp ở 6 lĩnh vực. Hưng Yên có nhiều doanh nghiệp dệt may lớn, nhưng hiện chỉ có 41 doanh nghiệp hỗ trợ lĩnh vực này, chiếm tỷ trọng 2,3%, gồm một số doanh nghiệp sản xuất sơ sợi, vải dệt, chỉ thêu, vải nhuộm. Công nghiệp hỗ trợ ngành da giày có 90 cơ sở chiếm tỷ trọng 29%, công nghiệp hỗ trợ ngành thiết bị điện, điện tử có 39 cơ sở chiếm tỷ trọng 36%. Phần lớn là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Hỗ trợ ngành sản xuất lắp ráp ô tô có 82 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 84%. Các ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp công nghệ cao có tỷ trọng cơ sở công nghiệp hỗ trợ còn rất thấp, chủ yếu là gia công và lắp ráp cụm linh kiện. Theo mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên sẽ phát triển công nghiệp hỗ trợ thành ngành quan trọng, đủ năng lực sản xuất và cung cấp linh kiện, phụ tùng trong một số ngành công nghiệp trong nước. Đến năm 2045 sẽ tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thời gian qua, huyện Khoái Châu đã thực hiện đồng bộ các giải pháp kiên quyết xử lý nhiều trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện xử lý được 436 trường hợp. Năm 2022, toàn huyện Khoái Châu có 818 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp cần xử lý, trong đó có 336 trường hợp đủ điều kiện xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho chuyển mục đích sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch và vi phạm trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Còn lại 482 trường hợp phải giải tỏa. Đến nay, huyện đã tiến hành giải tỏa được 436 trên 482 trường hợp vi phạm, đạt tỷ lệ 90,4% so với kế hoạch năm. Như thị trấn Khoái Châu giải tỏa 32 trên 32 trường hợp, xã Liên Khê giải tỏa 109 trên 110 trường hợp, xã Tân Dân giải tỏa 50 trên 57 trường hợp. Đối với các trường hợp vi phạm còn lại, Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các ngành địa phương tập trung xử lý triệt để. Đồng thời, huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền nhận thức cho các tổ chức cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền, nghĩa vụ sử dụng đất đai, không để xảy ra phát sinh mới, tái vi phạm. Dầu lên từ nghề đúc đồng truyền thống, nhưng hiện nay người dân thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm cũng đang khốn khổ vì tình trạng ô nhiễm không khí, chất thải và tiếng ồn. Di rời gần 40 hộ sản xuất ra khỏi khu vực dân cư đang là vấn đề cấp thiết ở làng nghề đúc đồng Lộng Thượng hiện nay. Ngày ngày, những âm thanh chát chúa như vậy vẫn như tra tấn người dân thôn Lộng Thượng. Nhà có cháu nhỏ, ngày nào gia đình ông Biến cũng phải đóng kín cửa, vì mỗi khi có nhà nổi lửa đốt lò, cả xóm lại phải hứng chịu mùi dầu thải cháy nồng nặc và mùi khét lẹt của các cháy trong khuôn đúc. Mỗi lần người ta đúc sợ lắm, nó khét mà nó mùi nó kinh khủng luôn. Mình còn không chịu được, nó độc quá, cái mùi nó nặng quá. Ngày nào người ta cũng nấu, cho nên là nó bị ô nhiễm nhiều lắm. Một ngày không biết là ngửi những cái mùi này, như các cháu nhỏ này không biết thì sau nó như thế nào nữa cơ. Từ năm 2019 trở lại đây, các cơ sở đúc đồng Lộng Thượng chuyển sang đúc bằng khuôn cát và dùng dầu thải để đốt lò. Đây chính là tác nhân gây ô nhiễm không khí nặng nề so với đúc bằng khuôn đất truyền thống hay khuôn sáp và đốt lò bằng than củi như trước đây. Mỗi ngày có từ 2 đến 3 cơ sở tiến hành đúc sản phẩm. Cơ sở sản xuất nào cũng tích trữ những thùng khuy đựng dầu thải như thế này để đốt lò. toàn bộ dân ở đây cũng khao khát là được nhà nước chuyển đổi cho người dân ra một cái khu nào đó để khép kín vào mỗi khu, xong rồi làm quy trình cẩn thận thì mới trong sạch được. Nguyện vọng của nhân dân thôn nhà thì đã từ lâu rồi là muốn di dời ra một cái vị trí khác để tránh để ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường cộng đồng dân cư trong địa bàn dân, và làm sao có những cái chỗ sản xuất kinh doanh coi như có hiệu quả. Hiện chưa có điều tra nghiên cứu cụ thể nào về ảnh hưởng của làng nghề với sức khỏe người dân thôn Lộng Thượng, nhưng nhiều người cho biết thường xuyên bị đau đầu, khó thở, trẻ em khó tập trung học hành. Theo lãnh đạo xã Đại Đồng, một khu làng nghề rộng gần 10 ha đã được quy hoạch ra xa khu dân cư. Tuy nhiên, để triển khai theo các quy trình thủ tục đầu tư sẽ còn mất nhiều thời gian, trong khi người dân thôn Lộng Thượng vẫn ngày ngày phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc tốt sức khỏe hội viên là một trong những công tác được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm liền. Nhiều câu lạc bộ về sức khỏe, văn hóa, thể thao được thành lập, nhiều buổi tư vấn về kiến thức y học được các cấp hội tổ chức thường xuyên, mang đến lợi ích thiết thực cho chị em phụ nữ. Trong đó, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, một trong những đơn vị đi đầu trong việc quan tâm chăm sóc sức khỏe cho hội viên hội Liên hiệp Phụ nữ. Tôi tham gia câu lạc bộ dân vũ được 3 năm rồi. Tôi cùng chị em tổ dân vũ tập từ 7 giờ đến 9 giờ tối, xua tan mệt mỏi và lại khỏe mạnh. Trước kia tôi bị đau lưng, nay tôi đỡ hẳn lên. Gia đình tôi đều ủng hộ tôi tham gia. Đó là những chia sẻ của bà Lê Thị Toan ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Câu chuyện của bà cũng là câu chuyện của nhiều hội viên hội phụ nữ ở đây. Họ cùng nhau tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe và cùng nhau gắn kết chia sẻ những câu chuyện buồn vui để xây dựng lên câu lạc bộ dân vũ với phương châm vui, khỏe và có ích. Đầu tiên là chỉ có 9 chị em trong câu lạc bộ. Thế rồi sau một thời gian dài chúng tôi tập luyện rồi lôi cuốn được chị em tham gia phong trào rất là đông, có 45 hội viên thường xuyên tham gia. Thì một ngày lao động rất là mệt mỏi, sau ra đây luyện tập thì chị em cảm thấy là thoải mái và sức khỏe được cải thiện rõ ràng. Không chỉ khích lệ chị em phụ nữ tích cực tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, Hội Phụ nữ xã Dị Chế cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tư vấn sức khỏe, trung bình mỗi tháng một lần. Và đây là những hình ảnh về buổi trao đổi kiến thức trong tháng 8 của hội về các biện pháp phòng tránh thai cho các hội viên hội phụ nữ. Tại đây họ được trang bị thêm kiến thức về lợi ích cũng như cách sử dụng thuốc tránh thai, bao cao su hay vòng tránh thai. Đặc biệt, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp cùng trạm y tế địa phương cấp phát thuốc tránh thai, bao cao su hay đặt vòng tránh thai miễn phí cho các chị em. Thường xuyên thăm khám tư vấn sức khỏe, chủ yếu về bệnh phụ khoa, tim mạch, huyết áp. Bên cạnh đó, hội cũng đã xây dựng thêm nhiều mô hình câu lạc bộ để khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ, tuyên truyền để đẩy lùi quan điểm lệch lạc về giới tính, từ đó giúp giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính khi sinh. Ở xã Dị Chế hiện nay thì có khoảng là 1.250 hội viên hội phụ nữ. Thời gian vừa qua thì chi hội phụ nữ chúng tôi đã thành lập được một cái câu lạc bộ là không sinh con thứ 3 và thành lập được cái 3 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ. Thời gian tới đây thì chúng tôi sẽ xây dựng vào kế hoạch có những cái quan tâm chăm sóc đặc biệt hơn đối với chị em phụ nữ, thứ như là kết hợp với cả trạm y tế để tổ chức các cái việc chăm sóc tư vấn cho chị em trong thời gian tới, nhân rộng ra mô hình không sinh con thứ 3 tại các chi hội thôn. Bằng các việc làm cụ thể và thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ đã giúp hội viên có kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, đẩy lùi các quan niệm hủ tục về giới tính. Ngày 2 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Thị Hà, sinh năm 1989 ở thôn Đặng Đinh, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, phạm tội làm giả và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, Vũ Thị Hà đã mua 5 con dấu và 42 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, sau đó tự soạn thảo, làm giả hợp đồng để chuyển nhượng 6 thửa đất và thế chấp 31 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay tiền của các cá nhân, rồi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Hà hình phạt chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5 năm tù về tội làm giả và sử dụng con dấu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Hà phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là chung thân và buộc bị cáo Hà phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có thể xem lại các chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số, ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, website hynghientv.vn, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV và kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin quốc tế.